Việc phúc khảo mỗi bài thi tự luận do hai cán bộ chấm thi thực hiện theo quy định tại Điều 25 quy chế này và phải chấm bằng mực có màu khác với màu mực được dùng chấm trước đó trên bài làm của thí sinh. Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo giống nhau thì giao bài cho trưởng ban phúc khảo ký xác nhận điểm chính thức. Nếu kết quả hai lần chấm phúc khảo có sự chênh lệch thì rút bài giao cho trưởng ban phúc khảo tổ chức chấm lần thứ ba trên bài làm của thí sinh bằng mực màu khác. Nếu kết quả hai trong ba lần phúc khảo giống nhau thì lấy điểm giống nhau làm điểm chính thức. Nếu kết quả của cả ba lần chấm lệch nhau thì trưởng ban phúc khảo lấy điểm trung bình cộng của ba lần chấm làm điểm chính thức. Đối với bài thi trắc nghiệm, điểm chấm lại của tổ phúc khảo bài thi trắc nghiệm là điểm thi chính thức của thí sinh trong kỳ thi.